Lần đầu khi nhìn thấy những chú cua bò dưới hốc đá thì thích thú lắm, nên tôi tìm cách để bắt cua chơi. Bắt bằng tay thì sợ kẹp, nên tôi bèn nghĩ ra trò lấy cây chọc cho cua kẹp rồi gấp ra. Ban đầu tôi dùng bẹ chuối để nhử cua ra. Mấy con nhỏ thì câu được, chứ con lớn thì nó kẹp gãy cả bẹ. Sau đó tôi kiếm nhiều cành cây khác, nhưng vẫn không ăn thua. Cuối cùng có một chùm thùng trong nhà, tôi lấy ra cột đại chơi thử. Bây giờ để làm ra cái cần cũng khá đơn giản.